hạt điều, sản phẩm nông nghiệp tỉnh Bình Phước phân bố chủ yếu tại các huyện Bù Gia Mập, Bù Đăng, diện tích trồng trên 134.000 hectare. Thưa quý vị, Bình Phước là một trong những tỉnh trồng điều lớn của cả nước. Với điều kiện thiên nhiên và khí hậu đã tạo ra được những hạt điều với chất lượng thơm và ngon. Thời gian thu hoạch điều tập trung từ tháng 1 cho đến tháng 3. Những tháng còn lại sẽ là khoảng thời gian để họ tập trung xử lý và chế biến hạt điều. Và hiện tại thì bà Tiến đang có mặt tại một trong những cơ sở chế biến hạt điều lớn nhất của Việt Nam để tìm hiểu xem họ làm cách nào chế biến số lượng hạt điều khổng lồ như vậy. Em chào anh ạ. Chào anh. Anh ơi, một vụ điều mà mình thu hoạch bao nhiêu đây cơ ạ? Thường thường vụ điều nó khoảng từ tháng 1 đến tháng 3. Các hộ nông dân thu gom phơi khô, sau đó mình chất cây, sản xuất tới đâu mình sẽ xuất ra tới đó. Hạt điều này khi mà phơi khô ấy, bên trong lớp vỏ này nó rất chứa các cái dầu mà chứa cái nhiều axit, tay mình sờ vào đang còn bị bỏng rát, vi khuẩn, mối mọt không thể nào xâm nhập được. Với một số lượng hạt điều lớn như thế này thì công việc đầu tiên để chế biến đó là chúng sẽ được phân loại hoàn toàn bằng những hệ thống băng truyền và máy móc như thế này đây. Tức là phải ra 9 loại. 9 loại đấy ạ. Từ cái nhỏ theo nhỏ, to theo to, mục đích của nó để sang bên máy nó cắt. Là chúng đều hạt thì tất cả đạp nó phải lọc đi đâu này, đâu quá, đâu kia lọc, đâu này phải sạch. Tại sao mình lại phải mang cái hạt điều đi để hấp ạ? Để nó chín đi, nó loại bỏ được cái tạp chất đưa vào ống đoàn kế tiếp được. Làm sao mà mình bóc được những hạt điều nó có độ trắng thế này ạ? Mình phải phơi khô, là máy móc phải đạt cái chuẩn tốc số kỹ thuật của máy. Còn hoàn toàn ở đây á là sản xuất là không có một chất bảo quản, chất tẩm giấy gì hết. Hạt điều thế nào là đã đủ cái điều kiện tiêu chuẩn của việc phơi khô rồi? Cái nhiệt độ nó còn khô là mình lấy nó 4 độ 4 độ 1 là mình đem lên mình bóc vỏ ra, đem qua phấn màu mình phân loại nữa, mình phân ra mình mới đem xuất khẩu. Anh ơi, chiếc máy này của mình hoạt động thế nào ạ? Cái máy này nó là máy bắn tạp chất. Bắn tạp chất nghĩa là sao ạ? Cái máy này nó sôi vào cái tia DJ á. Vâng. Cái DJ nó sẽ nhận biết được cái tạp chất đồng, kém, rồi phân loại tất cả các loại tạp chất là nó nhận biết được. Em ơi, ở chỗ này thì mình sẽ chọn và phân loại cái gì đấy? Phân loại những cái hạt mà xấu ra để làm những cái hạt đẹp. Cuối cùng là những cái sản phẩm hạt điều này thì mình có thể thưởng thức được rồi đúng không? Rất tuyệt vời nha quý vị. Hạt điều có vị béo, thơm và bùi nữa. Cháu chào bác ạ. Bác, vừa nãy con đã được chứng kiến cái phần xử lý và sản xuất hạt điều rồi. Ở đây mình trồng bằng cách nào mà hạt điều có cái chất lượng như vậy ạ? Cái hạt điều ở đây á thì thứ nhất là cái chất đất. Dạ. Thứ hai nữa là cái khí hậu. Vậy sau khi mình đã thu hoạch rồi thì bác sẽ chăm sóc cái vườn điều của mình thế nào ạ? Mình tỉa tót nó. Vâng. Xong rồi cái mình bỏ phân, phân NPK không có thì mình bón phân trộn. Vậy là bao nhiêu lâu sau nữa để chúng ta bắt đầu thu hoạch? Năm có một lần thôi. Năm mình thời tiết chắc chắn là tốt rồi. Vậy cháu chúc bác một năm bội thu nha bác nha. Rồi. Sản lượng 150.000 tấn trên một năm, thị trường tiêu thụ trong nước chủ yếu xuất khẩu sang Mỹ, Trung Quốc, Hà Lan, Úc, Anh, Đức, Canada.